Trước mắt các bác là 65QL85C, mẫu mới nhất của 2023. Dòng leo QLED với bóng đèn nhỏ li ti và được trang bị với số lượng bóng đèn đèn LED siêu nhỏ rất là nhiều. Đó là cái mẫu thay thế cho 65QL85B. Vậy thì hai cái mẫu này, thời điểm tháng 9 của 2023 này thì mua cái mã hàng nào? Clip này thì so sánh rất là nhanh để các bác đưa ra được cái quyết định đúng đắn nhá. Tầm này là tháng 9 và chuẩn bị bước vào tháng 10 rồi. Nên là tất cả những mẫu mới nhất của TV Samsung thì đều được trình làng và được bày bán tại hệ thống của các siêu thị điện máy lớn. Chỉ có tới các hệ thống siêu thị điện máy lớn thì các bác mới có cơ hội trải nghiệm những dòng TV với cái phân khúc cao cấp hay là những cái mã hàng mới nhất. Mới nhất đây, kể cả TV OLED của Samsung 2023. Hôm nay thì em sẽ so sánh rất là nhanh 65QL85C, mã hàng thay thế cho 65QL85B. Mà thời gian vừa rồi em rất là hay quay để các bác xem, để các bác có thể lựa chọn. 2023 thì leo QLED QL85C 65 inch. Thì con này thì nó sẽ có một số thay đổi so với cả mẫu QL85B của năm trước. Xét đầu tiên về thiết kế nhé. Chân đế của 2023 là màu đen, không phải là màu bạc giống như năm trước nữa. Còn thiết kế ở phía trên thì có một chút thay đổi về màu sắc của khung viền. Năm 2023 thì không còn là viền kim loại màu bạc nữa, mà thay vào đó là màu đen, và vẫn là thiết kế tràn viền bốn cạnh. Thời điểm này thì QL85C của 2023 đang bán sau khi trừ hết quà thì sấp xỉ 37 triệu. Và em đi ngay ra cái con QL85B để các bác so sánh. Thời điểm này QL85B vẫn còn hàng mới nguyên hộp phục vụ các bác. Và hiện tại thì nó đang chênh nhau sấp xỉ 16 triệu cho cái mã hàng này. Các bác nhìn chân đế của QL85B này, 2022 là màu bạc, viền kim loại màu bạc. Leo QLED của 2022 và 2023 có thể khẳng định là không có thay đổi quá nhiều. Năm nay thì Samsung có một số nâng cấp và trang bị thêm cho các cái mẫu TV bắt đầu từ mã hàng Q70C. Đó chính là hỗ trợ thêm công nghệ trợ lý ảo Bixby. Các bác có thể là sử dụng cái trợ lý ảo gọi câu lệnh tương tự như trên những dòng TV chạy hệ điều hành Android, hay còn gọi là trợ lý ảo Google Assistant. Các bác hình dung là với cái trợ lý ảo Google Assistant ấy, thì các bác có thể ra lệnh cho TV khởi động, tăng giảm, chạy các chương trình ứng dụng. Và đối với Bixby thì cũng tương tự như vậy. Tức là từ 70C trở lên, từ Q70C trở lên thì sẽ được trang bị thêm cái tính năng giọng nói rảnh tay này. Nhưng mà có một cái rất là phiền toái, đó là nó sử dụng bằng tiếng Anh, không chưa có thể là gọi bằng tiếng Việt được. QL85C của 2023 với tần số quét 120Hz với chip Leoro Quantum Processor 4K, thì con chip này nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với cả con chip Leo Quantum trên cái mã hàng của 2022. Thực tế mà nói ấy, trang bị thêm chip cao cấp thì cái nguồn tín hiệu đầu vào từ hình ảnh cho tới âm thanh thì nó có được nâng cấp hay không thì còn phụ thuộc vào rất là nhiều cái nguồn tín hiệu mà các bác chọn xem. Đơn thuần là các bác chỉ xem truyền hình, xem phim, xem những bộ phim qua các ứng dụng tích hợp trên TV hay là xem YouTube ấy, thì con chip Leo Pro và con chip Leo Quantum thì sẽ có cái khả năng xử lý cũng chỉ tương đồng như nhau thôi. Với thiết kế thay đổi về màu sắc, với trang bị Bixby, và hơn hết là gì, là vẫn giữ nguyên về những cái ứng dụng, những cái chương trình hay là tần số quét, thì QL85C của 2023 thời điểm này thì các bác không nên lựa chọn. Bây giờ mà mua ấy, thì mua QL85B, và hơn hết là lựa chọn được QL85B bây giờ thì các bác mua thời điểm này vẫn được kích hoạt bảo hành 3 năm. Đấy, các bác nhớ nhé, trong khoảng thời gian này mua QL85B thì kích hoạt lên vẫn được bảo hành 3 năm. Đây là cái chương trình riêng mà Samsung tặng cho cái phân khúc TV bắt đầu từ những mã hàng như QL85B này. Con này thì có độ sáng tới 1.500 nit với công nghệ Quantum HDR24X, có công nghệ
âm thanh Object Tracking Sound với chuẩn Dolby Atmos và loa 60W với hệ thống loa với cái số kênh là 2.2.2 kênh. Tức là các bác hình dung là nó sẽ rất là nhiều loa nhỏ, bao gồm tổng cộng là đến 6 loa được bố trí tại các vị trí đối xứng ở trên màn hình ở phía sau lưng, tạo ra âm thanh chuẩn Dolby Atmos giống như âm thanh chuẩn dàn chiếu phim vậy. 21.830. Và đây là một trong những mẫu sắp tới sẽ không còn sản xuất tiếp được nữa, khi mà số lượng hàng hết, khi mà không còn ra, không còn tiếp tục để có thể là cung cấp cho các đại lý, cho các nhà bán ấy, thì các bác chỉ có thể mua được QL85C thôi. 37 triệu, các bác hình dung 21.830, một số nâng cấp nhỏ. Và tầm này ấy, nếu mà lựa chọn thì vẫn lựa chọn cái con QL85B thôi. Các ứng dụng, các chương trình được bố trí tập trung tại màn hình trang chủ. Giao diện của 2023 không khác gì 2022 cả. Có điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Hơn hết là chip xử lý, hơn hết là độ tương phản, hơn hết là về tần số quét, thì mọi những cái tiêu chí và yếu tố đó thì vẫn đang được tích hợp trên cái con QL85C mà QL85B đã sở hữu rồi. Thì thông tin mà em cập nhật ở đây, so sánh nhanh ở đây thì để các bác cùng cân nhắc. Cùng cân nhắc khi mà đi tìm mã hàng 65 inch với bóng đèn LED siêu nhỏ, so sánh giữa mẫu của năm trước và 2023 này. Mọi thông tin các bác cần hỗ trợ thì có thể điện trực tiếp vào hotline 0974 178586 hoặc truy cập website ecomart.vn để được hỗ trợ thêm nhé. Cảm ơn các bác.